chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ hài Trấn Thành chơi lớn, chi tiền tỷ mua bản quyền làm phim Squid Game phiên bản Việt. Hiện tại, netizen đang bàn tán xôn xao về thông tin Trấn Thành muốn mua bản quyền Squid Game. Squid Game hay trò chơi con mực là một bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc thuộc thể loại sinh tồn, giật gân và mới lạ trên nền tảng Netflix. Trong đó gồm 456 người tham gia và chỉ duy nhất một người sống sót còn lại sẽ giành chiến thắng và nhận được số tiền thưởng trị giá 45,6 tỷ won. Bộ phim đã gây sốt toàn cầu vào cuối năm 2021, vì thế mọi người đều đua nhau hóa thân thành nhân vật trong Squid Game để bắt trend. Trong đó Trấn Thành và bà xã Harry Won cũng từng bắt trend trào lưu này. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, tại buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh chiếu Tết, Trấn Thành đã tiết lộ đang thương thảo mua bản quyền remake bộ phim Squid Game, bom tấn sinh tồn của Hàn Quốc. Cụ thể, nam MC cho biết, chúng tôi chỉ mới nhận lời mời thôi, chưa biết có đàm phán thành công hay không. Ekip cũng chưa rõ kinh phí phía đối tác dành cho mình là bao nhiêu để thực hiện phiên bản Việt của một bộ phim đã quá thành công này nữa. Đây chính là áp lực của tôi. Tôi hy vọng nếu có thể đạt được thỏa thuận thực hiện dự án này thì tôi sẽ không làm khán giả Việt Nam thất vọng. Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Có người bày tỏ sự thích thú mong chờ Trấn Thành sớm thương thảo để mang bom tấn này về remake. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có người hoang mang việc phim nước ngoài được làm lại ở Việt Nam. Thôi xin đấy, phim nước ngoài nào mang về Việt Nam cũng dở muốn xỉu. Hỏng nha, với tài năng của Trấn Thành thì thật sự rất đáng chờ đợi. Vẫn không tin tưởng các nhà sản xuất Việt remake phim nước ngoài, xin hãy giữ vẻ đẹp phim gốc đi. Tôi sẽ không xem nếu như Squid Game được làm lại. Hiện tại thông tin Trấn Thành đang thương thảo mua bản quyền cho Squid Game vẫn đang nhận sự quan tâm của nhiều người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.